Hello, xin chào bạn trở lại với FA Channel. Thì hôm nay mình sẽ review cho bạn khẩu 3Z Zoza Dragon. Đây là một trong những khẩu cực kỳ hot của Crossfire Legion luôn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch gọi là thẩm du thần trưởng anh em ạ. Nói chung là cầm 3Z lên tay thì cứ thẩm du đi, săn đâu được. Và một những cái cú đấm rất là thấm luôn. Đấm thêm phát nữa này. Ôi con này phải ăn 4 đấm cơ. Mình phải đấm cho 4 phát thì là anh em mới vào viện anh em ạ. Thực sự thì con 3Z này bắn hơn 1.000 tiết một lần nhưng mà vẫn không thấm vào đâu cả. Úi rồi, không để chừa một ai, quá phê luôn. Anh em cứ thẩm du này lên kinh có phải sướng không? À, úi, nhanh quá. Anh M4A kia nhanh đấy. Ấy, cho đấm thêm phát nữa này. Đấm thêm phát nữa này. Thành niên chúa quỷ xém nó cào được ông kia rồi. May quá mình bảo kê. Đấm thêm phát nữa này. Úi rồi. Ôi thôi khó đấm thế nhở. Đấm cho phát nữa này. Ôi mấy ông kia săn nhiệt quá. Mình ở trên này thấm du thì như vậy là không gọi là không tốt đẹp rồi. Không có lợi cho sức khỏe rồi. Đấy, nhìn cái lớp skin ngon này thì quá là huyền thoại rồi. Em nó là ra mắt từ năm 2013-14 trên CF PC. Và hiện tại thì mình đang có ở đây chính là CF Crossfire Legion phiên bản Mobi. Nó cũng không khác gì nhiều so với PC là mấy anh em ạ. Lực đam thì nó vẫn trâu như ngày nè. Trâu như ngày nào. Mày thêm phát nữa này. Rồi một phát là 1k4 máu, gần 1k5 máu anh em ạ. Bắn vào đầu hình như 2k5 máu hay sao ấy. Này. Ôi rồi. Đấm cho phát nữa này. Đấm cho phát nữa này. Sao này bắn trúng chân có 900 tiếp. Úi. Dài đấm cho phát nữa này, 1k5 nhá. Úi rồi chạy này. Nó lên nó chơi mình đấy. Biết ngay mà. Ông ơi ông cover ông ơi. Ông cầm sáu nòng ông đấy chưa ngà. Hay quá, đồng đội biết rồi, thôi chuồn. Nó cầm sáu nòng mà nó ngu như bò đấy. Thôi đừng. Hay quá, biến Zoro hero rồi. Xin lỗi anh em, thì mình cũng gọi là quen mồm thôi, không có sao cả. Mày thì vào đây, mày chiến luôn. Công nhận ông kia cầm sáu nòng phải biết quay dần dần, chứ quay khi nào mà quái lên tới nơi là mới quay làm sao mà kịp. Úi rồi. Phê rồi. Gì đấy. Chơi thử 2273 này. Rồi còn ông nào nữa. À rồi. Rồi cứ để mình chơi bạn ơi. Cứ để mình chơi chê hàng làm cái gì. Rồi nó rút đi đâu rồi anh em ạ. À đây rồi. Rồi để cho mình nhá. Mạng của bạn là phải của mình. Úi giời. Thôi. Đừng làm như thế bạn ơi. Úi giời hết giờ. Quá phiêu luôn. Công nhận ván đầu tiên mình cũng phải ghi được khoảng chừng gần cả 100 kill rồi đấy. À bắn thì không có gọi là sao vậy, không bỏ sót con nào. Đấy, cẩn thận lên đây ôm trụ với lại ông CLGT này này. Hơi khắm đấy. Tên đã đẹp rồi. Cho một vá bây giờ. Ông còn bảo vệ bảo kê cho mình. Không biến zoom thì anh em mình bảo kê. Còn mà biến zoom thì mạnh ai nấy sống. Đấm thêm phát nữa này. Anh Tiến hay may bằng cái gì ấy. Anh Tiến mấy bạn ơi. Mình là Hùng sinh trai chứ làm gì có Tiến sinh trai ở đây. Anh Tiến mấy bạn. Mấy bạn ơi, bạn này ghi sai chính tả tầm lum thế này. Đấy. Đấm thêm phát nữa này. Phát cuối. Ôi, không kịp. Cái ông CLGT này ông đứng cái bên mình suốt cover thôi. Ôi, rớt luôn rồi, thôi xong. Nhắm rồi là di chuyển khi nào không biết. Không ai hay. Ôi vào đây. Làm cái gì thế kia. Thôi em xin anh ơi em hết máu rồi. Ôi dồi hai thằng nó quay lại đã bắn cho. Chạy không kịp. Không sao. Mình đã quay trở lại vào lợi án xưa đây. Thanh niên CLGT hãy đứng đấy. Hãy đợi đấy. Một trưởng. Rồi thằng này nữa. Hai trưởng. Rồi thằng kia thì chắc không cao được. Nó chạy xa bay hơi xa rồi. Nhưng mà không sao. Quất tất. Không việc gì phải xoắn. Đấy. Úi dồi có giáp vào mất 1000 máu rồi. Phát nữa nào. Em xin anh ơi, anh cầm TMP, anh bắn kinh thế. Không AK trao rồi con chứ. Mình nhầm. Thề quá. Bây giờ là 2 hero vs 8 quái. 2 người vs 8 quái. Chúng hero đâu hết rồi. Sao phải đi săn lùng như thế này. Khổ thân.
Mình còn 2k6 máu, giờ chạy qua cho nó hiến máu à? Chạy qua cho nó thiến à? Thôi cứ đứng đây, đứng đây đợi hồi máu phát rồi nhảy qua sau. Cái gì cũng thế, tính đi phải tính đường về. 5k rồi, 5k6 rồi. Ôi thôi, lỡ chân di chuyển mất. Đông, anh này tên Đông này chắc đẹp trai. Rồi, để mình qua mình hóng hớt cái sắc đẹp của bạn. Mình cho vài trưởng xem nào. Úi, úi rồi chết luôn. Đấy, chẳng qua mình qua rồi bạn mê bạn kia mới cover được đấy. À, rồi, để thanh niên ngu người hữu hùng lao vào cho. Nhưng mà còn đúng có 5 giây làm sao ăn được. Làm sao ăn được. GLGT đã lên bảng đếm số rồi. Hay quá. Thôi cầm 3Z thì anh em cứ thẩm du anh em ạ. Tăng làm gì cho nó mệt. Và công nhận là con 3Z trong Call of Dragon cũng khá là dễ bắn. Mình cứ nghĩ là 3Z mà khi mà chơi game mobile thì nó khó lắm chứ. Ai dè là cũng không đến nỗi nào, vẫn rất là dễ bắn luôn. Huyền thoại hoàng gia một thời đâu có chỉ lại. Cái thời mà mình còn học lớp 9, lớp 8 gì đấy, có con 3Z này trên tay là nói chung là mấy thằng trẻ trâu ngang tuổi. Úi giời, cứ xin mượn ạc chơi suốt. À, mấy thằng bạn ngang tuổi, mấy thằng trẻ trâu nó biết nó đấm cho. Rồi, thì đấm thêm phát nữa này. Đấy, chạy đi, hay quá. Rồi đồng hơi đồng rồm đấy. Giao cấu này. Chúng ta đang thấy hình này. Ôi rồi, ao luôn rồi. Thôi bạn không chơi thì bạn cứ để cho mình bắn xong phát rồi bạn đi cũng được. Để lại kinh kỷ niệm chứ nhở. Đấy, hơi đông đấy. Đấm một phát vào mồm 2k rưỡi máu, 2k6 máu. Đấm thêm phát nữa 1k rưỡi máu. Về trầu trời luôn. Thế 2k8 máu. Úi rồi, trâu quá anh em ạ. Thôi. Kiếm đường mà rút thôi. Nó lên rồi kìa. Kiếm đường mà rút thôi. Nhảy. Ok, what the fuck, nó lag kiểu gì ấy. Ôi, mình không thể nào tin nổi. Ok, cái lag trong cái Call of Dragon là nó khác hoàn toàn so với những cái lag mà mình đã chơi từ trước cái này. Lag kiểu nhảy qua, nhảy đáng là rớt rồi đấy, ui. Ôi, hết máu. Chết tôi rồi, ui. Kiểu mình nhảy qua rồi nhưng mà nó bật ngược trở lại. 101 kim cho hai ván đấu hơn. Như vậy là một cái tỷ số khá là cao rồi. Cho là mình biến zoom cũng hơi nhiều đấy. Biến zoom bài được, biến người được. Biến hero được đúng mãi một ván. À không, trong Cross Dragon thì phải gọi là Hunter chứ. Đấy, người y tá này. Nhảy các kiểu. Mình vẫn chưa làm quen được với Cross Dragon. Cho nên là anh em cứ ấn like, subscribe để ủng hộ mình nhé. Và nào chưa ấn like, subscribe thì ấn like, subscribe ủng hộ mình ra những clip Cross Dragon lần sau. Mình hứa sẽ làm tốt hơn. Rồi, thanh niên ngu người không thấy gì, mình tàn hình luôn. Mình qua mình chơi bạn, bên kia có hai thanh niên hero rồi. Cắm đấy không phải dễ chơi đâu anh em ạ. Nó đồng lắm, cái bọn này hero nó trưởng cực kỳ thấm luôn. Hết máu, 2014 máu nữa rồi. Em cứ đứng đây nhìn các anh. Nhìn các anh thể hiện thôi. Nên anh lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn chứ mà thấy mà chạy chứ không đứng đấy nó chém cho ngu người. Rồi khi mà hồi máu xong rồi thì mày à, còn 10 tiết. Ôi chết. Đằng sau có một thằng phải hy sinh rồi, hay lắm. GLGT đã hy sinh, một trưởng nhân đôi dính mà không mất gì luôn. Công nhận thanh niên này cơ hội hay lắm. Rồi đây là ván đấu cuối cùng được, bạn nào chưa ấn like, subscribe thì ấn like, subscribe ủng hộ mình nhé. Còn các bạn rất là nhiều. Đấy, có nên nhảy qua kia thẩm du nữa không? Mình thấy là hơi ngu người rồi. Thôi hay cứ đứng đây đi. Cầu trời là cho không cho mình biến quái nhá, biến quái hơi khắm đấy. Biến quái cái bọn sao này nó ui giỏ nó trưởng như một phát nhân đôi kìa. Thôi, về đất mẹ thôi. Em thấy một phát như vậy là sợ rồi. Anh Tơ công nhận, anh bá thật, trưởng lại nhá. Trưởng lại cho mày phát nữa này. Ôi dồi ôi. Anh rất tính và đẹp trai luôn. Vừa biến hero, biến zoom mày phát quay qua trưởng mình liền. À, biến tơ phát quay qua trưởng mình liền. Đấy, anh tơ này. Còn đúng 200 máu. Thì cái giáp trong zombie của Call of Dragon nó không bị mất biểu tượng anh em ạ. Khi mà các bạn bị chém là bị quá chém thì các bạn sẽ bị mất máu. Thay vì trưởng nhân đôi thì anh em có thể mất sạch máu luôn. Có nghĩa là khỏi hồi sinh.
là giờ qua là họ sẽ bài hết luôn đấy. Mày chạy lên đây. Ui rồi hết, đang lúc gấp bách này thầy đạn. Mày thầy đạn này. CLGT hay lắm. Phát này mình cho nát hành. Chạy lên đây mà ăn đấm. Đấm thêm phát nữa không dính. Thôi nhọ rồi. Nhọ nồi rồi. Nhọ nồi rồi. Mày ngó đầu lên đây. Rồi giết luôn. Cái thanh niên này là nãy cướp top mình hơi kinh này. Mình phải dành mối thù. Không đợi trời chung cho thanh niên tơ này. Thì cũng sắp kết thúc video rồi. Các bạn nào chưa ấn like, subscribe thì ấn like, subscribe ủng hộ mình nhé. Chúng ta chỉ còn 51 giây thôi. Đấm thêm phát nữa toàn hụt thế này. Hụt đi. Thôi không chơi. Quá tăng ba bận rồi. Mày chạy đi đâu này. Tính tính rút rồi đấy nhưng mà không kịp. 37 giây. Cố lên anh em ơi, đừng có biến hero làm cái gì. Cứ bắn như này cho nó sướng. Mày vào đây. Rồi đừng. Úi giời. thanh niên quái cà chạy được lên cào loạn cả lên nhưng mà không chết ai cả. Nói chung là mọi thanh niên là những thanh niên ngu hiểm. Ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Mày nguy hiểm này. Úi giời. Đùi nhỏ súng to. À. Ôi vái tên của bạn thông thí thật. Mình chỉ có khoai to chứ không có súng, không có to.